Tiên đế trọng sinh, tập 167. Thủ đoạn gì vậy? Lâm Uyên cũng biến thành to cơ á? Vù bóng người bụi khói này là có ý gì chứ? Cậu ta cũng to lên, muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao? Đột nhiên xuất hiện đám bụi màu đen khá mạnh đó, hoàn toàn không phải cấp bậc lúc trước của Lâm Uyên. Linh khí trên người Lâm Uyên lại có sóng linh khí, lẽ nào cậu ta cũng là người tu chân sao? Bây giờ người tu chân lại nhan nhản như thế sao? Sao tôi cảm thấy khắp nơi đều có người tu chân vậy chứ? Mọi người hóng hớt chuyện ở dưới võ đài, khó tránh có người tài. Liếc một cái có thể nhìn ra Lâm Uyên là người tu chân. Mọi người bỗng kinh ngạc hét lớn lên. Anh họ thua chắc rồi. Tôi từng thấy cảnh này liền lắc đầu, đồng thời cười cợt. Cái tên Lâm Uyên này có thể triệu hồi được đám bụi đen mãnh liệt như thế. Vậy là trên người chắc có đồ chí bảo, phải tìm cơ hội cướp lấy mới được. Trong lúc nhất thời, Tô Thương liền suy nghĩ. Bây giờ Tô Thương khống chế trận pháp liên hoàn của võ đan, anh chính là vua ở chỗ này. Nếu mở toàn bộ trận pháp ra, tất cả mọi người ngày hôm nay chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là tất cả sự sống chết của mọi người đều bị khống chế trong tay Tô Thương. Nhưng lúc trước anh đã từng nói, linh thạch khống chế trận pháp tồn tại quá lâu, linh khí tiêu hao quá lớn, thì Tô Thương không đủ linh thạch để bổ sung thêm vào. Cho nên chỉ có thể bắt đầu liên hoàn trận một lần nữa mà thôi. Cơ hội này Tô Thương không muốn tùy tiện sử dụng, nhưng đối phó Lâm Uyên thì lại rất đơn giản. Dù không cần trận pháp, chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ này thì anh nắm chắc cơ hội đánh bại Lâm Uyên. Càng ngày đó Tô Thương tính toán mấy chuyện này thì bóng người mà Lâm Uyên khống chế sau lưng liền tấn công về phía Thạch Cửu Thiên. Bóng người to cao kia đồng thời cũng ra đòn, va chạm với cú đấm của Thạch Cửu Thiên, trực tiếp chống lại luôn. Hiện trường bỗng phát ra âm thanh va chạm kim loại, sóng âm chiến đấu rất kinh khủng. Những con sóng nhỏ lanh tanh đẩy ra xung quanh. Người xem ở khoảng cách gần, cơ thể bắt đầu lung lay vì lực phát ra quá lớn. Cái gì? Thạch Cửu Thiên không thể tin nổi, một thanh niên vô danh không có tiếng tăm vậy mà có thể chống lại mình và thi triển thành công Thái Sơn thần công sao? Trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Nhưng rất nhanh, Thạch Cửu Thiên liền nghiến răng nói ra: "Tôi lại muốn xem cậu có thể chống đỡ được tôi mấy chiêu." Ha, câu nói này cũng tặng cho anh luôn đấy. Lâm Uyên phát ra tiếng cười lạnh, sau đó bước ra một bước, bóng người sau lưng cũng đi sát theo phía sau. Càng càng càng. Cứ như vậy, Thạch Cửu Thiên ánh vàng chói lóa và Lâm Uyên dùng toàn bộ sức mạnh đấu với nhau một trận kịch liệt, cục diện vô cùng kinh hoàng, trong chốc lát khó mà phân thắng bại. Những người thông minh sẽ nhìn ra được Thạch Cửu Thiên đang ở thế yếu. Nếu cứ như thế này, Thạch Cửu Thiên chắc chắn sẽ thua. Lúc này tại ghế ngồi phía trên, Thạch Hào Hãn, thần Thái Sơn thành công không có gì hơn cái này sao? Tây Môn Phong Vân thấy vậy, mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tây Môn Phong Vân ít châm chọc lại đi, ông có muốn đấu với tôi một chút hay không? Dòng Thạch Hào Hãn lạnh lùng nói ra. Tây Môn Phong Vân liếc nhìn Thạch Hào Hãn một cái, thản nhiên nói: Thái Sơn thành công không quá 100 năm. Thạch Hào Hãn, theo tôi được biết, ông còn có thể sử dụng một lần Thái Sơn thần công nữa thôi. Sau một lần đó, cơ thể của ông sẽ nổ tung. Ông chắc chắn muốn ra tay với tôi chứ? Muốn đánh thì đánh thôi, nói mấy lời vô dụng đó làm gì? Thạch Hào Hãn lạnh lùng nói, có ông chôn cùng, tôi chết cũng được coi là vinh quang. Anh Thạch, ông chủ Tây Môn, bớt giận đi. Có chuyện gì từ từ mà nói, tức giận làm gì chứ? Lúc này Vương Trọng Vân lên tiếng hòa giải. Tôi giữ thế dịch cho ông chủ Vương. Tây Môn Phong Vân làm ra vẻ đã hiểu. Thạch Hào Hãn quả thực rất mạnh, dù bản thân là đỉnh trúc cơ đỉnh phong cũng không dám chọc tới. Vì Thạch Hào Hãn nếu thi triển Thái Sơn thần công hoàn toàn chính là một tên điên. Tây Môn Phong Vân không nắm chắc phần thắng, đương nhiên không muốn đánh nhau với Thạch Hào Hãn. Dù sao Thạch Hào Hãn chỉ còn một cơ hội nữa để dùng Thái Sơn thần công, nên bản thân ông ta cần gì phải đứng trên họng súng, đúng không? Ngay lúc Vương Trọng Vân hòa giải, Tây Môn Phong Vân liền trốn thoát theo luôn. Cái thứ rùa đen rụt đầu. Thạch Hào Hãn liếc nhìn Tây Môn Phong Vân lần nữa, rồi lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng. Được rồi anh Thạch, đừng tức giận nữa. Vương Trọng Vân giận không trấn an nữa, rồi nói ra: Anh Thạch, anh cảm thấy Thạch Cửu Thiên có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng vậy? Nhắc đến chuyện này, Thạch Hào Hãn lắc đầu. Ồ, không qua được 2%. Tuyệt tử bỏ võ tu chân tuyệt như vậy sao? Vương Trọng Vân bùi ngùi rồi nói ra một câu: Anh Thạch, không phải buồn, tuyệt tử dù sao cũng là cao thủ một thời, cháu anh thua tên đó cũng không mất mặt.
Thạch Hoài Hãn gật đầu, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một sự thất vọng. Ban đầu, ông ta cho rằng Thạch Cầu Thiên có thể dựa vào Thái Sơn thần công, tỏa sáng rực rỡ như ánh hào quang ở đại hội võ thuật trong tông phái, thậm chí là đoạt giải quán quân. Nhưng Thạch Hoài Hãn lại không nghĩ đến 10 người mạnh nhất cháu trai cũng không lọt được vào được, chỉ chắc dừng lại ở top 20 người mạnh nhất mà thôi. Càng càng càng, Thạch Cầu Thiên chiến đấu với Lâm Uyên vẫn tiếp tục. Mọi người ở hiện trường xôn xao, mắt không thèm chớp để xem hai người họ thi đấu. Khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua, Thạch Cầu Thiên cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, cơ thể vạm vỡ ngã ầm xuống đất, tạo nên một trận đất bụi đai bay đầy trên bầu trời. Đợi hiện trường yên ổn trở lại, bụi đất bay đi, Thạch Cầu Thiên đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thái Sơn thần công nếu không chủ động thu hồi thì có thể duy trì 1-2 giờ, nhưng nếu như tại trong lúc này bị thương nặng dẫn đến người thi triển hôn mê hoặc là tử vong thì Thái Sơn thần công sẽ tự tiêu tán. Nhận thua, tôi vùng đất núi tế trời, nhận thua. Nhìn thấy cháu trai hôn mê nằm trên mặt đất, Thạch Hoài Hãn ngồi không yên, vội vàng xuất hiện trước mặt Thạch Cầu Thiên. Phát hiện cháu trai chỉ hôn mê, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại, Thạch Hoài Hãn chăm chú nhìn Lâm Uyên, tức quá thành giận nói: "Tuyệt tuyệt tử, lão già không biết liêm sĩ này, thế mà lại báo danh tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, gây khó dễ cho hậu bối thì có gì là tài giỏi chứ? Có gan thì thi với tôi một trận đây này." "Tuyệt tuyệt tử, tuyệt tuyệt tử là độc vật có vùng núi thâm sâu vân vụ sao?" Mọi người ở hiện trường đương nhiên biết đến biệt hiệu của tuyệt tuyệt tử, tất cả đều nhìn về phía Lâm Uyên bằng con mắt không thể tin nổi. Người thiếu niên trước mặt này lại là tuyệt tuyệt tử khiếp sợ của giới luyện võ sao? Làm sao có thể chứ? Nhưng tuyệt tuyệt tử là lão cổ hủ tu luyện mấy trăm năm đó. Chẳng trách cái tên Lâm Uyên này trước đó phát ra sương mù độc tương tự như thiếu gia Mặc Đao ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, thì ra ông ta cũng là sư phụ của thiếu gia Mặc Đao. Lão độc vật ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ đó chính là lão quái vật cùng thời với mấy vị đang ngồi phía trên kia. Thạch Cầu Thiên quá xui xẻo đi, rút thăm lại rút trúng ông ta, thật đáng buồn. Đáng tiếc nếu không thì với Thái Sơn thần công, Thạch Cầu Thiên chắc chắn có thể đứng trong top 10 vị trí đầu tiên, thậm chí có cơ hội sẽ đứng thứ nhất cùng với vương giả Võ Đăng, Phật tử Vô Cơ phân cao thấp một trận. Sớm nghe nói tuyệt tuyệt tử ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ tu luyện môn võ công thần kỳ, có thể cải lão hoàn đồng, trước kia vẫn luôn không thể nào tin được, không ngờ rằng đây là sự thật. Không thích hợp lắm đâu nha, tuyệt tuyệt tử không phải là người luyện võ mà bỏ chân khí thay vào bằng linh khí từ lúc nào vậy chứ? Mọi người dưới võ đài bình luận ầm ĩ, tất cả đều không thể tin được mà nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Lão phù tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái đã đánh được thân phận mình sẽ lộ ra ánh sáng rồi. Lúc này Lâm Uyên làm tản đi làn sương mù đen phía sau mình, đồng thời thu hồi khí thế khổng lồ, ánh mắt nhìn thẳng vào Thạch Hoài Hãn, khẽ cười nói: "Anh Thạch, 10-20 năm không gặp, tính tình của anh vẫn dữ tợn như thế đó nha. Bớt nói nhảm đi." Thạch Hoài Hãn dặn dò đệ tử vùng núi tết trời, đưa Thạch Cổ Thiên đi, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Uyên trầm giọng nói: "Lão độc vật, ông che giấu tung tích, ức hiếp thanh niên thiên tài, có phải là quá đáng lắm rồi hay không hả? Anh Thạch xin chỉ giáo." Lâm Uyên cười cười nói ra: "Anh nhìn tôi bây giờ cũng chỉ khoảng 10 mấy tuổi, xương cốt so với cháu của anh còn nhỏ hơn mà, là ai bắt nạt ai vậy nhỉ?" Thủ đoạn của Lâm Uyên tương đối dễ phân biệt, cho dù là ông ta ẩn giấu nhưng chỉ cần hơi lộ ra một chút thực lực, thân phận liền lại được đưa ra ánh sáng. Có điều nếu Lâm Uyên đã tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, chắc chắn là có con át chủ bài, dù bài lộ cũng không sao, chỉ là sẽ phiền phức mà thôi. Vì thế trước đó ông ta không muốn để cho người khác biết thân phận của mình, nhưng nếu đã bị nhìn ra được thì tất nhiên cũng không cần phải chối cãi nữa. "Lão già kia, cãi rắm nhà ông." Thạch Hoài Hãn nghe vậy dần không kiềm chế được nữa ra: "Ông còn mẹ nó, cũng đã mấy trăm tuổi rồi còn giả vờ còn non con mẹ đó gì nữa chứ. Anh Thạch, anh nói chuyện khách sáo một chút đi chứ, đừng tưởng lão phu sợ anh đó nha." Lâm Uyên lạnh lùng nói ra: "Võ công tôi tu luyện ở đây chắc chắn có rất nhiều người biết, bây giờ tôi chính là thiếu niên 14 tuổi, dù sao thì vẻ bề ngoài vẫn là xương cốt của người trẻ tuổi, tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu dự thi của đại hội võ thuật. Huống hồ bây giờ tôi từ bỏ chân khí vô vào để trở thành người tu chân." Lâm Uyên tiếp tục nói: "Chân khí cùng linh khí không thể cùng tồn tại, tôi như vậy cũng tính là tu luyện từ đầu, cũng không sử dụng chân khí dồi dào trước đó. Tôi lấy thân phận bây giờ của mình và chỉnh sửa việc tu luyện tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, có cái gì mà không thể chứ?" Lâm Uyên hỏi lại. Thạch Hoài Hãn nghe được những lời này nhất thời không nói được gì, không biết nên phản bác như thế nào.
Ha, tôi cảm thấy lão động vật nói có lý đó nha. Nếu như ông ta chỉ dựa vào cái lão hoàn đồng mà đăng ký tham gia đại hội võ thuật, quá thực là có chút bắt nạt người khác. Lúc này Tề Môn Phong Vân mở miệng nói, có điều ông ta đã loại bỏ chân khí, lấy thủ đoạn tu chân chiến thắng Thạch Cửu Thiên. Tôi cho rằng không nên tước đoạt tư cách dự thi của lão độc vật. Ông chủ Tề Môn nói có lý. Vương Trọng Vân nghe được lời Tề Môn Phong Vân nói ra liền gật đầu. Lâm Uyên là tuyệt tuyệt tử, nhưng cũng không phải là tuyệt tuyệt tử. Ông ấy lấy một thân phận hoàn toàn mới, hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, là có tư cách dự thi. A Di Đà Phật, tiếp tục tranh tài đi. Viên Thông trụ trì chắp tay trước ngực thúc giục một câu, rõ ràng cũng đồng ý với ý kiến của Tề Môn Phong Vân và Vương Trọng Vân. Lão độc vật, cho dù để ông dự thi cũng chưa chắc có thể trở thành người đứng đầu. Loại bỏ chân khí, thật sự ông đã làm được. Ha, đại hội võ thuật năm nay người mặc nhiều như mây, vương giả võ đăng, phật tử vô cơ, không phải là thiên tài trước nay chưa từng có hay sao? Ông cứ chờ đến đó mà bị thua đi. Thạch Hoàng Hãn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục làm loạn bên dưới nữa, những người bay trở lại vị trí trên cao. Còn về Lâm Uyên thì lộ ra một nụ cười, từ từ rời khỏi hiện trường tranh tài. Trước khi đi, ông ta có ý đồ liếc nhìn sang Tô Thương một chút. Tô Thương, quán rượu nhỏ cách võ đan cổ trấn 50 dặm, không gặp không về. Truyền âm bằng linh hồn. Lâm Uyên trước khi đi, thông qua linh hồn truyền âm, nói với Tô Thương một câu. Tô Thương khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Có ý gì chứ? Mình có mối thù lớn với ông ta hẹn gặp mặt mình, muốn làm gì chứ? Tô Thương nghĩ mãi mà vẫn không có cách giải. Con người của lão độc vật này từng tham gia tiêu diệt nhỏ Tô ở Côn Luân, lại hạ độc khiến Tô Thần Bình mất hết công lực, thậm chí còn liên lụy đến mẹ và vị trụ cột cuối cùng của nhỏ Tô. Sau đó ông ta liền ra mặt ép Tô Thương giao ra công pháp tu chân, đồng thời muốn xóa sổ Tô Thương. Nếu không phải chị Tây Giao ở thời khắc quan trọng xuất hiện thì Tô Thương đã không còn ở đây nữa rồi. Có thể nói giữa anh và lão độc vật thù sâu như biển. Nếu đã như vậy, lão độc vật tại sao phải hẹn gặp mình? Chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Mặc kệ đi, với thực lực của ông ta thì không phải là đối thủ của mình. Mình đi cùng Ali để phòng ngừa bất trắc. Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười lạnh, thầm nghĩ, cho dù ông ta có người đứng giúp đỡ sau lưng, mình cũng không sợ. Bên ngoài cổ trấn 50 dặm vốn thuộc về phạm vi của võ đan, nơi bị liên hoàn trận bao trùm, từ Nguyên Anh trở xuống thì mình là vô địch. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền đồng ý, định đi theo qua đó xem thử. Dù dù, con tìm mẹ đi, cha có chút chuyện cần phải xử lý, đưa con đi theo thì không tiện. Lúc này Tô Thương nhìn Du Du bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra. Vâng. Tô Du Du cực kỳ ngoan ngoãn, gật gật đầu đồng ý, sau đó liền đi lên đến phía trên cao, đứng bên cạnh Thiên Sơ Tuyết. Thiên Sơ Tuyết nhìn Tô Thương một chút, giống như hỏi thăm, Tô Thương muốn đi làm gì? Anh đi nói chuyện với lão độc vật một chút. Tô Thương dùng linh hồn truyền âm nói ra, yên tâm đi, anh sẽ đưa Ali đi theo. Thiên Sơ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, mới đầu nàng còn khá lo lắng, nhưng khi nghe nói có Ali đi theo thì thấy yên tâm hơn. Ali trước đó đã từng đánh nhau với Tề Môn Phong Vân, Thiên Sơn Tuyết biết Ali cực kỳ cường đại. Có Ali bên cạnh thì không một ai làm gì được Tô Thương. Vua Đại Thiếu Gia, anh Trương Mộ Cổ, hai người ở đây xem tranh tài đi, tôi đi một lát sẽ quay lại. Ali đi với tôi. Cứ như vậy Tô Thương cùng Ali biến mất, nhanh chóng đi theo bước chân của Lâm Uyên. Tô Đại Thiếu Gia đi đâu vậy chứ? Đưa mắt nhìn Tô Thương cùng Ali rời đi, Trương Mộ Cổ bên cạnh nghi ngờ nói ra. Cái này còn phải hỏi sao? Vương Phú Quý nhỏ giọng nói ra, không thể mang trẻ con theo, dù dù ở đây không tiện. Với hiểu biết của tôi về Tô Đại Thiếu Gia, chắc chắn là đưa Ali về phòng. Anh Trương Mộ Cổ, hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, không hổ là Tô Đại Thiếu Gia, đi xem thi đấu còn có thể sinh ra loại hứng thú này. Trương Mộ Cổ như là hiểu ra, nhìn không được mà nói, chuyện này thì có tính là gì chứ? Vương Phú Quý nói khoác, Tô Đại Thiếu Gia tung hoành quán ba nhiều năm, chuyện tình trăng hoa nói ba ngày ba đêm còn không hết. Anh Trương Mộ Cổ, nếu anh muốn nghe, đêm nay tôi mời tôi ăn cơm đi, anh có rượu, tôi có đồ ăn, chúng ta có chuyện của Tô Đại Thiếu Gia, chúng ta không say không nghỉ. Ha, được được, tôi thích nghe bát quái đó nha. Trương Mộ Cổ lập tức hai mắt sáng rực, lộ ra vẻ đầy phấn khởi. Cùng lúc đó, hiện trường trọng tài tuyên bố người thắng trận vừa rồi là Lâm Uyên, sau đó mời hai người dự thi tiếp theo lên võ đài. Sơn mời Thiếu Gia Mặc Đao ở vùng núi nơi Thâm Sơn Vân Phụ và Đỗ Phi Dương của nhà Đỗ ở Thâm Thành. Thế nhưng lão độc vật bây giờ tên là Lâm Uyên, là người dự thi ở đại hội võ thuật, nếu như ở võ đàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vương Trọng Vân đang nói, nhưng Tây Môn Phong Vân lại ngắt lời. Vương Môn Chủ, tình hình lúc nãy chúng ta không tiện tước đoạt tư cách dự thi của lão độc vật, dù sao thì lão độc vật đổi thân phận sườn tủy cũng phù hợp với yêu cầu, hơn nữa lần cải lão hoàn đồng này
từ đầu đến cuối đã trở thành người tu chân. Nếu như từ chối quyền dự thi của ông ta, các thế lực lớn chúng ta sẽ bị phê bình đó. Mất một đoạn rồi. Nhưng mà Vương Môn Chủ, thực lực của đám độc vật thì ông thấy được, người tu chân vừa vào trúc cơ thì có thể so được với võ thần lục địa. Mà đám độc vật bán trúc cơ, khoảng cách đến trúc cơ chân chính chỉ còn cách một bước. Ông cảm thấy Vương Giả Đạo Trưởng gặp được lão độc vật có mấy phần thắng. Tây Môn Phong Vân mỉm cười nói ra. Vương Trọng Vân gần như nghĩ tới điều gì đó, liền nghi ngờ hỏi: ông chủ Tây Môn, ông nói như vậy là có ý gì chứ? Vương Môn Chủ là người thông minh, chắc hẳn đoán được. Nếu Vương Môn Chủ muốn để tôi làm tiểu nhân thì tôi sẽ nói rõ chuyện này vậy. Tây Môn Phong Vân nói tiếp: cứ để Từ Ngọc Phong đi giết lão độc vật báo thù đi. Nếu lão độc vật chết, thiên tài của các thế lực còn lại chẳng phải là có cơ hội thắng hơn một phần hay sao? Bán trúc cơ, loại cảnh giới này Tây Môn Phong Vân không xem ra gì, nhưng ông ta không có cách nào xác định hai đời sau nhà mình là Tây Môn Long Ngâm và Tây Môn Hổ Tiếu có thắng được lão độc vật hay không. Dù sao đến Thạch Cổ Thiên thi triển Thái Sơn thành công cũng đã bị thua. Sau khi Tây Môn Phong Vân nói rõ những lời này, mấy lão già tại hiện trường nhất thời gật đầu. Trong đó Từ Thiền Sư Thái hờ hững nói: hậu quả của chính mình thì chính mình đón nhận. Lão độc vật lúc trước làm việc quái đản bá đạo, bây giờ bị người khác trả thù là ông ta tự gieo gió gặp bão. Sư Thái nó có lý. Ở sát bên cạnh, Đỗ Khôn vẫn luôn khoanh chân ngồi im lặng không nói gì, bỗng nhiên phù họa theo: A Di Đà Phật, có nhân chắc chắn có quả, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo có phép tắc. Viên Thông trụ trì thâm sâu khó lường, miệng tung Phật hiệu, mặt ngoài dáng vẻ trang nghiêm, thực tế lại đang cân nhắc vì Phật tử vô cơ. Ông ta hy vọng thiên tài núi Bồ Đề đạt quán quân, tất nhiên không muốn lão độc vật tiếp tục tham gia đại hội võ thuật, như thế có thể giảm bớt được 1% mạo hiểm. Nếu đến Viên Thông trụ trì cũng đã mở miệng rồi thì việc này đừng nhắc lại nữa, chúng ta coi như không thấy là được. Tây Môn Phong Vân cười nói ra: Tây Môn thí chủ, ông là gì mà lấy nhân quả đổ lên người bần tăng như thế chứ? Cái này rõ ràng là ông nói ra mà. Viên Thông trụ trì lập tức cảm thấy mình như bị lừa. Để Tây Môn Phong Vân nói kiểu này làm như chính mình giật dây cho mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa vậy, không phù hợp với hình tượng cao tăng đắc đạo của mình. Viên Thông trụ trì tất nhiên không vui. Viên Thông trụ trì, sở dĩ tôi nói như thế còn không phải là vì núi Bồ Đề và núi Võ Đan hay sao chứ? Tây Môn Phong Vân cười nói: Thạch Cổ Thiên của núi Thái Sơn đã bị loại rồi, chung kết đại hội võ thuật năm nay chắc chắn là Vương Giả của Võ Đan và Phật tử vô cơ quyết đấu một trận đặc sắc, vị trí đầu tiên chắc chắn là một trong hai vị thiên tài này rồi. Tây Môn thí chủ thật biết chê cười, hai vị thiên tài của gia tộc Tây Môn các ông cũng không tầm thường, nhất là Tây Môn Long Ngâm đến nay còn chưa sử dụng hết toàn lực mà. Viên Thông trụ trì thản nhiên nói ra. Tây Môn Phong Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, không tiếp tục nói đề tài này nữa mà nhìn thoáng qua Đỗ Khôn đang ngồi bên cạnh, trên mặt nở nụ cười dò hỏi: ông chủ Đỗ, lâu như vậy rồi, vết thương của ông đã khỏi hẳn chưa? Nhờ phúc của nhà Tây Môn các ông, tôi sớm đã khỏi rồi. Đỗ Khôn lạnh lùng trả lời đối với Tây Môn Phong Vân tràn đầy thù địch. Năm đó Tây Môn Phong Vân muốn hợp nhất với nhà họ Đỗ nhưng bị Đỗ Khôn từ chối, kết quả ông ta lại lý do nóng vội mà đánh Đỗ Khôn bị thương, chuyện này tất nhiên Đỗ Khôn không thể quên được. Tây Môn Phong Vân thấy vậy khóe miệng nhếch lên nụ cười, sau đó liền nhìn đi nơi khác. Trên lôi đài cuộc thi đã bắt đầu, Đỗ Phi Dương ngay tại chỗ liền mời hai vị tổ tiên, toàn thân sương mù màu đen dày đặc cực kỳ hung dữ, khí tức tăng lên gấp mấy lần. Mà thiếu gia Mặc Đao cũng điều động khói độc mà chính mình chăm chút bấy lâu nay, khí tức trên người khiến người phải sợ hãi. Giờ này phút này tại cổ trấn Võ Đan, quán rượu nhỏ ngoài 50 dặm, Lâm Uyên đã chạy đến đây, đang ngồi phía bàn rượu bên ngoài tự rót tự uống. Tô Thương cùng đi cùng Ali đến đó, đang chuẩn bị đến đó nói chuyện với Lâm Uyên. Đến lúc này, một lão già cụt tay cùng với lưỡi giận ngập trời đột nhiên đứng trước mặt Lâm Uyên, giọng điệu lạnh lùng nói ra: lão độc vật, tôi chờ ông 30 năm, cuối cùng cũng có cơ hội, hôm nay chính là ngày chết của ông. Lâm Uyên ngồi trên ghế, nhìn thấy cơn giận dữ của Từ cư sĩ núi Phú Xuân, ông ta cũng không hề lộ ra vẻ khẩn trương mà đã bình thản tự rót rượu cho mình. Sau đó Lâm Uyên cầm đũa gắp một miếng thịt bò nhai nhai hai cái rồi uống cạn đi rượu. Vùng núi Tế Trời, Thạch Cổ Thiên sau khi thi triển Thái Sơn thành công mạnh mẽ ngoài dự tính của mình, thắng trận này thật mệt mỏi, bây giờ nhậu nhẹt thế này dễ chịu quá đi. Lâm Uyên nhìn chỉ có 14-15 tuổi nhưng thực tế đã sống mấy trăm tuổi, khiến cho người khác có cảm giác như ông ta, như ông cụ non,
phong cách lại không khác chút nào. Từ Ngọc Phong bên cạnh nhìn thấy Lâm Uyên không sợ hãi mà còn bình tĩnh như vậy. Ông ta lo lão độc vật đang ẩn giấu thủ đoạn, vì thế biểu lộ nghiêm trọng, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Lâm Uyên, cũng không tùy tiện ra tay. Bạn nhỏ Tô Thương, chuyện giữa chúng ta để chút nữa bàn sau nhé, cho tôi một chút thời gian xử lý việc riêng cái đã. Lâm Uyên đột nhiên khách khí nhìn về phía Tô Thương nói ra. Được. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn Ali nhanh chân đi đến hướng Lâm Uyên ngồi bàn rượu bên cạnh, yên lặng theo dõi tình hình. Anh đã nhìn ra được lão già cụt tay đột nhiên xuất hiện đã có thù với Lâm Uyên. Mà lão già cụt tay này thực lực cực kỳ cường đại, đã vượt qua thần tân ấn phong, chân khí phát ra trên người biến đổi khác thường, chắc chắn là võ thần lục địa. Nhưng Lâm Uyên bây giờ vẫn chưa trúc cơ thành công, theo lý thuyết ông ta không thể nào là đối thủ của lão già cụt tay này được. Tôi tương ngược lại là muốn nhìn thử xem Lâm Uyên rốt cục có thủ đoạn gì để đối phó với đối thủ là võ thần lục địa. Còn về ân oán giữa mình và Lâm Uyên cũng chính là mục đích gặp ông ta của mình ngày hôm nay. Sau đó làm tiếp một kết thúc cũng không muộn. Được, vậy thì mời bạn nhỏ Tô Thương kiên nhẫn chờ một lát. Lâm Uyên lại cười khách sáo một lần nữa, ngay sau đó ánh mắt liền nhìn vào lão già cụt tay, thản nhiên nói. Từ cư sĩ, ông vẫn táo bạo như trước, cái tính khí này của ông, nếu như không sửa lại thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi đó. Từ Ngọc Phong ngân tiếp ánh mắt của Lâm Uyên, hừ lại một tiếng nói ra. Lão độc vật, tính tôi nóng, còn mẹ nó, những từ này sao lại từ miệng ông nói ra được chứ? Còn nhớ rõ cánh tay ông mày hay không? Chỉ nói một lời không hợp mà ông liền hạ độc, bây giờ nói tính tôi là nóng tính sao? Từ cư sĩ, đừng tức giận, chuyện mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý. Lâm Uyên đầu tiên là rót hai chén rượu, sau đó ra dấu hiệu tay xin mời, khẽ cười nói. Ngồi xuống uống chén rượu đi, chúng ta từ từ nói chuyện, có chuyện tốt nói chơi. Từ Ngọc Phong cười lạnh lùng, lão độc vật, 30 năm trước chúng ta xảy ra cãi vã, sau khi ra tay thì ông nói với tôi như vậy, kết quả đây này, còn mẹ nó, ông thế mà hạ độc vào rượu của tôi. Nếu không phải động tác của tôi nhanh chóng kịp thời chặt đứt cánh tay của mình thì tôi đã bị ông hạ độc chết rồi. Ngã một lần khôn hơn một chút, có bài học từ lần trước rồi, ông cảm thấy tôi còn uống rượu với ông nữa sao? Từ Ngọc Phong cười lạnh, sau đó cười nhỏ nói, lão độc vật, còn mẹ nó, ông đây lại cùng cái loại người như ông uống rượu sao? Ông đây đúng là ngu ngốc mà. Ông không uống, vậy coi như tôi uống hết vậy. Lâm Uyên lộ ra một nụ cười, sau đó liền nhìn hai chén rượu trên bàn, dần dần uống cạn, đồng thời nói, Trúc Diệp Thanh 100 năm, đúng là dễ uống mà. Cái gì? Ai ngờ Từ Ngọc Phong nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn qua chén rượu trống đỏng, không kiềm chế được mà nuốt hai ngụm nước bọt. Quán rượu nhà này, trong mắt của tôi, là quán rượu ngon nhất võ đan trong vòng 100 dặm. Trúc Diệp Thanh là từ quán nấu ra, tôi uống là Trúc Diệp Thanh chính gốc của quán, tổng cộng cũng chỉ có một chum, tôi bỏ số tiền lớn ra, ông chủ đổi cho tôi một bình. Lâm Uyên nhẹ nhàng lay lay bình rượu trong tay, lại đổ đầy hai ly rượu lần nữa, vừa cười vừa đổ ra. Từ cư sĩ, muốn nếm thử vị hay không? Tôi... Cả đời Từ Ngọc Phong yêu thích nhất cũng chính là uống rượu. Bình thường ở núi Phú Xuân, ngày ngày uống rượu, biết được Lâm Uyên đang uống rượu, Trúc Diệp Thanh còn sâu rượu lập tức bị câu ra. Có điều rất nhanh, ông ta liền kịp phản ứng lại, giọng điệu lạnh lùng nói ra, lão độc vật, còn mẹ nó, ông đây hôm nay là tới tìm ông tính sổ, mối thù mất một tay hôm nay sẽ kết thúc với ông. Từ cư sĩ, chuyện năm đó không thể chỉ trách tôi ra, nếu không phải ông anh nói lung tung, tôi sao lại hạ độc ông chứ? Lâm Uyên nhìn Từ Ngọc Phong thản nhiên nói, tôi nói chính là sự thật. Nghe nói như thế, Từ Ngọc Phong rõ ràng có chút không vững tâm, không đủ quyết tâm nữa. Sự thật sao? Lâm Uyên cười lại nói ra, hôm nay giữa sân còn có người, chắc hẳn là Từ cư sĩ cũng biết. Tô Thương là đời sau của nhà Tô và người hộ vệ cậu ta. Một người hộ vệ này không đơn giản đó nha. Tôi nghe nói có thể phân cao thấp với Tây Môn Phong Vân đó nha. Nói như thế, hai người chúng ta có liên thủ lại cũng không làm gì được Tô Thương. Cậu ta tuyệt đối có quyền lên tiếng. Hay là thế này đi, hôm nay để cậu ấy chứng kiến ông nói chuyện năm đó ra, để bạn nhỏ Tô Thương phân thử xử xem, để xem rốt cuộc tôi có nên hạ độc ông hay không. Cậu ta sao? Từ Ngọc Phong nhìn thoáng qua Tô Thương, sau đó ra hiệu gật đầu với Tô Thương, giọng điệu có chút khách khí. Tất nhiên, ông ta sợ gì khách khí, không phải vì sợ thân phận Tô Thương, cũng không phải vì thực lực của Tô Thương, mà chính là có Ali ở đây. Khi Ali và Tây Môn Phong Vân đánh nhau, Từ Ngọc Phong ở ngay hiện trường, ông ta biết rõ Ali rất cường đại. Từ cư sĩ, đúng không? Tôi ngược lại là rất tò mò, năm đó, ông rốt cục đã nói cái gì? Lúc này Tô Thương khẽ cười nói ra.
Tôi thiếu gia, Từ Ngọc Phong thản nhiên nói. Tôi nói gì không quan trọng, chắc hẳn cậu cũng đã biết cái tên Lâm Nguyên này chính là lão độc vật. Hơn 100 năm trước, ông ta từng ở cùng một chỗ với Tây Môn Phong Vân, tiến vào nhà Tô ở Côn Luân đánh giết giữa các người có mối thù sâu đậm. Từ Ngọc Phong nói tiếp, mà tôi lại không nằm trong số những người đi tiêu diệt nhà Tô đó. Bây giờ cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, tôi thiếu gia, không bằng chúng ta liên thủ giết lão độc vật, cậu báo thù của cậu, tôi báo thù của tôi. Nghe được lắm đó. Tôi đơn khẽ gật đầu, sau đó nói ra, có điều nếu tôi muốn báo thù, không cần phải liên thủ cùng ông, mà tôi nói thật, cũng nói thật cho ngươi nghe. Hôm nay lão độc vật chắc chắn phải chết, chỉ là tôi muốn biết giữa các người đã xảy ra chuyện thú vị gì, làm sao mà ông lại không muốn nhắc lại chứ. Từ cư sĩ, ông tìm tôi báo thù, tôi không có ý kiến, chi bằng nói rõ chuyện này lại đi, dù sao rảnh thì cũng đang rảnh rỗi mà. Lâm Nguyên cười cười nói ra. Từ Ngọc Phong thấy vậy, biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, giống như không tiện mở miệng. Ông không nói, thế để tôi nói thay cho ông.